Người nghe lúc mà Chúa bó tay, Chúa bó tay không? Chúa bó tay không? Dường như lúc chúng ta cầu nguyện, lúc chúng ta cầu xin, mình cảm thấy Chúa bó tay, dường như mình cảm thấy Chúa làm ngơ, dường như mình cảm thấy là Chúa đi ngủ mất rồi. Nhưng cái tin vững chắc, lòng tin khác là cứ gõ, cứ tìm, cứ xin, vì ai xin thì sẽ, ai tìm thì sẽ, ai gõ thì sẽ. Con tìm cái gì, tìm cái gì, gõ cái gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con xin kính chào cha và toàn thể cộng đoàn. Con là Teresa Trần Thị Ngọc Phương, con 37 tuổi. Con ở phường Tam Hòa, biên hòa Đồng Nai, thuộc giáo xứ Quỳ Đức. Dạ, con nhận được, cảm nhận được lòng thương xót Chúa bao la lắm cha. Chúa đã ban tặng cho con một đứa con, mà trong khi đó là con đã có ba đứa con rồi. Một ngày hôm đó thì tự nhiên buổi sáng á, tự nhiên hai vợ chồng con á đi bán về, xong rồi em chồng con nó thì nó lại lên trên mạng, nó thấy một đứa bé là nói là xin cho, là kiếm người cho, thì tự nhiên hai vợ chồng con gạt hết mọi tất cả công việc đi, thế là chạy lên bệnh viện ở trên Đa Khoa Long Khánh á chồng. Thì người ta nói nếu mà bây giờ mà lên trễ một tiếng á thì người ta sẽ bỏ, người ta đi về. Thì hai vợ chồng con nó tức tốc tự nhiên cứ chạy đi lên. Và bé về thì khi đưa về thì người ta cũng đưa xe cho hai vợ chồng con về, chở bé về tới tận nhà thì con cũng chỉ. Con nói đó, bây giờ nhà con ở đây, nếu như mà có suy nghĩ lại á, thì đi lên đón bé về để cho bé có gia đình, có mẹ. Đấy, thế là con đem về con nuôi bé. Thì về nuôi thì con cứ nghĩ là con đem bé về thì con nghĩ là con từ từ rồi con lên con trình với cha, con đưa lên cha thì cha có cái trung tâm nào đó để cho nuôi bé. Xong cái tự nhiên một hai ngày sau thấy thương quá, cái không đem để lại nuôi luôn. Xong rồi cái chồng con mới đi đi làm giấy tờ để nuôi bé luôn, làm con ruột luôn. Thế là mà đi làm không có được cha, cái là phường xã rồi người ta làm khó khăn không làm được. Thế là con về con cứ nhìn bé con khóc con tổ. Thế là con với chồng con mới đọc kinh cầu nguyện, dâng bé lên trên cái ảnh lòng Chúa thương xót á. Con nói với Chúa là Chúa ơi, bây giờ Chúa trao cho con bé như vậy mà con không có làm được giấy tờ để mà làm bố mẹ đích thực để cho bé có giấy tờ để ăn học, thì bây giờ Chúa kiếm cách nào Chúa giúp con để cho bé trở lại về với lại gia đình bé. Thế là con hai vợ chồng con dâng bé xong thì tự nhiên có ý nghĩ là điện thoại cho mẹ bé, cho gia đình bé. Thế là con điện thoại thì mẹ của bé nói là cũng thương con mà bây giờ vì hoàn cảnh như thế nào là không có nuôi được, thì để bé bàn lại với gia đình. Thế là xong rồi qua sáng ngày mai thì tự nhiên mẹ bé điện thoại cho hai vợ chồng con, nói là bây giờ quyết định nuôi bé nhưng mà không nuôi được ở trên nhà. Thì con bảo là thôi bây giờ cứ xuống với nhà con đi, con lo cho hết, lo cho mẹ rồi lo cho con luôn. Thế là được mười mấy ngày sau thì mẹ bé với gia đình bé chở mẹ với lại bà ngoại rồi xuống, thấy gặp bé khóc quá trời luôn cha. Thế là từ đó đi là con nuôi, con lo cho chăm cho hai mẹ con luôn. Nay bé được hơn 3 tháng rồi cha. Xong rồi một ơn bé rồi đó. Bé rồi cha. Anh ơi, bé mới được đổ tội hôm chủ nhật rồi cha. Con đặt tên thẳng cho bé là Doan Hô Lô Mai Lê Phạm Quốc Giang, con của lòng thương xót. Thưa chị em, nếu mà ta thấy cái cửa của lòng thương xót không mở ra thì đứa bé này nó đâu còn sống được cái ngày hôm nay. Cho nên Chúa nói là hãy gõ thì sẽ mở cửa của mỗi người chúng ta. Cái cửa lòng thương xót là cửa lòng của mỗi người có dám mở ra hay không để nghe tiếng kêu cầu, kêu xin của tha nhân, những người cần sự giúp đỡ của ta. Nếu cái cửa lòng thương xót, con là gì của anh em? Dạ, con là vợ.
nếu cái cửa lòng thương xót không mở ra, còn con tên gì? Dạ con là Phạm Quốc Dũng, con là giáo sứ Bùi Đức ạ. À. Con 34 tuổi rồi ạ. Dạ. À, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người? Dạ nếu nói về ơn của Chúa thì con nhiều lắm cha, con không biết kể được làm sao mà, nhưng mà con chỉ nói là rất là nhiều ơn Chúa để cho con cảm nhận là nhiều quá, con xúc động lắm, con không nói được nha. Con xin con kể dùm chồng con. Dạ, một ơn thứ hai nữa là cách đây khoảng chừng cũng 3-4 tháng đó cha. Anh đệ của con nó bị bệnh tiểu đường mà nặng lắm. Bác sĩ chê rồi, bác sĩ bó tay rồi. Xong rồi đã vậy anh con lại bị cái vết thương á. Mà mổ này mấy năm bị gãy chân mà mấy năm rồi bắt ốc. Xong rồi bây giờ cái vết thương nó nhiễm trùng mà không có lành. Thế là đưa lên bệnh viện Thánh Tâm á, xong rồi bác sĩ nói là bây giờ phải mổ để hút mủ ra. Xong rồi bác sĩ nói là bây giờ mổ là có nguy cơ là không có tỉnh luôn đó cha, coi như là tại vì ảnh quá yếu rồi. Cái ảnh cứ một hai là muốn gặp hai vợ chồng con để nhờ con nhắn tin cho cha để cầu nguyện cho ảnh. Xong rồi cái con cũng đi lên thăm ảnh, xong rồi nhắn tin cho cha thì cũng được cha trả lời, cha nói là cứ yên tâm đi để cha cầu nguyện cho. Thế là mổ xong cái là sáng mai cái là hỏi thăm thì nói là ảnh đã tỉnh đã khỏe. Xong rồi cái một hai bữa sau cái bác sĩ Thánh Tâm lại chê, nói là bây giờ yếu quá rồi đưa lên Chợ Rẫy. Xong rồi nhà con lại lo quá, chồng con lại nhắn đi cho cha, thế là xin cha cầu nguyện cho, cha cũng trả lời. Xong rồi cái đi đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, cái tự nhiên Chợ Rẫy nói là nằm một hai ngày Chợ Rẫy nói là đâu có bị cái gì đâu mà đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, nó khỏe bình thường mà, thế lại đưa về Thánh Tâm. Xong Thánh Tâm một hai ngày sau lại đưa về, mà vết thương không gì hết cha. Xong về nhà tự động từ từ cái lành. Xong rồi cái giờ đạp xe đạp đi bình thường, giờ khỏe hết cha. Rồi, con có muốn là chia sẻ một bên nào cho chồng con, có nói được chưa? Vẫn còn xúc động chưa được chưa? Nếu mà nói ơn thì hai ơn gần đây là con thấy nhá. Còn cái ơn mà hai vợ chồng con nhận được có thì lâu lắm rồi cha, mà bây giờ con cũng xin chia sẻ luôn. À, Chúa đã cứu con của con, nếu mà không nhờ Chúa cứu thì bây giờ con nó cũng chết lâu rồi. Thì hồi đó con bé trai là năm nay được 10 tuổi á cha, thì bé được 6 tháng thì con nó có căng cái bẩm á cha, ngay từ bên cái cửa sổ qua bên cái tủ. Xong cái con căng cho nó nằm mấy ngày rồi mà không có sao á. Cái bà chị gái con bả đi bán về bả thấy cưng quá, bả đè lên bả nựng. Thế là chị con nựng thì cái tủ nó cái sọt xuống. Lực ghê vậy. Đè lên á cha, đè lên cái bẩm, xong cái tủ quần áo nó nặng lắm, nó sập xuống thì con từ bên nhà ngoài con chạy về, con thấy cái tủ sập cái con chạy luôn, con chạy qua bên nhà mẹ con không dám nhìn. Con phải nằm lên cái tủ sập phải bỏ chạy. Mà con thấy vậy con sợ quá, tại vì con thấy máu hay gì là con sợ lắm, con bỏ con chạy qua bên má con khóc. Con chạy qua con đứng thì xong cái con lại thấy con nó khóc, cái bắt đầu con chạy về. Thì chạy về thấy mồm con toàn là máu không, mà con bế con lên. Thế là đưa đi bệnh viện mà cha biết không? Đúng là Chúa cứu con, nếu mà không có Chúa thì con chết. Cái nồi tre thì con để trên đầu tủ. Khi mà cái tủ nó sập xuống thì cái nồi nó rớt xuống, xong nó mới chụp mình bé lại. Không mà chắc con nó bẹp luôn đó cha, tại vì ở ngoài đường người ta nghe một cái rầm to lắm, cái tủ rất là nặng, mà nếu mà không có cái nôi đó nó cầm lên thì chắc con nó xẹp tét luôn. Thầy thưa chị em, tấm lòng của cặp vợ chồng này đã mở ra cái cửa lòng thương xót của mỗi người, mở ra để đón nhận những mảnh đời có thật. Mà một em bé ngồi ngáp, có chỉ chưa được rồi tôi đi xuống rồi ngồi ngáp rồi đi xuống. Chúng ta thấy nếu mà cánh cửa lòng thương xót mỗi người không mở ra thì cánh cửa lòng thương xót của Chúa làm sao mà ban ơn xuống cho chúng ta qua tấm lòng của mình được. Chúa ban ơn nhưng Chúa nhờ bàn tay của ta thì sao, ta có mở ra hay không? Chúa ban ơn nhưng mà Chúa nhờ bàn tay của ta mở cái cửa ra, ta có mở hay không? Chúa ban ơn cho người ta tìm
nhưng người ta sẽ không gặp được nếu mình không là người dẫn lối chỉ đường cho người ta, làm sao người ta gặp được. Chúa ban ơn, người ta xin thì Chúa cho, nhưng mà Chúa nhờ bàn tay của mình cho, mình cũng đưa ra để mà cho người ta hay không. Hôm thứ tư vừa rồi, nhóm thiên nghiệp thiên thác từ giáo điểm tin mừng, anh chị em 30 người đi xuống Đức Trọng trại tâm thần để thăm những người tâm thần cả nam và nữ. Trong đó có những người bệnh rất nặng, có những người vừa vừa, nhưng mà ở đó họ biết kêu cầu lòng thương xót Chúa. 3 ngày chiều, những người bệnh tâm thần đang tăng tan ấy lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi trên tim đầu như thôi. Mà một lần cái kiểu của họ, đọc kinh kiểu của họ là đọc không ra những câu kệ gì cả. Nhưng mà thứ 3 ngày chiều, ai lên cơn thì lên cơn, mà 3 ngày chiều nó không lên cơn nữa, mà đọc kinh đầu thương xót Chúa đi trên có tim. Đấy, chúng tôi đến đấy nhiều lần, hôm qua đã lại thăm lại. Trong đó có cái kích mà bà Nico và ấy được ơn chứ lại mà nên xem còn nhớ không? Nên là trong trại tâm thần đó thì có một anh ấy dẫn tin lòng thương xót Chúa, và buổi chiều anh dẫn tin thì bị bề trên của Nico ấy đưa cái Nico ấy đến. Nico ấy cũng bị tâm thần, biết là bị thất tình hay là bị trầm cảm gì đó, và cũng bị bệnh tâm thần, đưa vào đó mang mang dạy dạy thật thật. Mà khi đưa vào đó rồi thì mỗi 3 ngày chiều người ta lần chuỗi lòng thương xót thì vị Nico ấy cũng ra nghe và đọc theo. Riết thôi rồi Nico ấy thuộc kinh luôn, ở đó cả năm trời thuộc kinh luôn. Khi mà Nico ấy thuộc kinh rồi, tỉnh, hơi tỉnh táo thì cái người dẫn kinh nó tỉnh rồi thì nó xuất chặt, nó không có ở đó nữa. Thì không có ai dẫn kinh mỗi 3 ngày chiều, cho nên nhờ Nico dẫn kinh lòng thương xót. Và một cái điều lạ lùng là Nico dẫn kinh một thời gian sau thì Nico tỉnh táo, Chúa chữa lành, và để trên đến để về trên của cái chùa đến đón Nico ấy về để cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho Nico ấy tỉnh táo. Bây giờ thì hết vì cuộc bỏ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin mời Nico rước Nico về để Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy đó thì ta thấy anh chị em đến đó thăm lại thì có những người bị nặng lắm, thì anh chị em họ không còn cái tính người nữa, quần áo rồi sạch hết rồi gầm gừ phải xích lại, nhưng mà cứ đến giờ của lòng thương xót thì tất cả họ trầm lắng lại được, họ dìm mình vào trong cái lời kinh lòng thương xót, xin cầu khấn tìm gõ đến 3 giờ chiều, giờ của cửa ngõ, giờ của tìm gặp và giờ của xin cho. Anh chị có tin mà điều đó không? Đến thăm như vậy tặng quà cho họ vui lắm. Nhưng mà đến lúc mà tới cái trận nặng thì anh chị em họ bối rối là không biết đưa như thế nào đây. Thế thì đưa cho họ là họ xé, đưa cho họ là họ đâu biết cái gì đó, họ vứt tung hết liền. Thế nên phải giao cho người phụ trách để khi nào có nhu cầu như thế nào thì gửi tặng cho họ. Rồi sau đó anh chị em đi đến thăm 3 cái làng người dân tộc, rồi đến một cái nhà thờ tới 800 phần quà nữa, có là đi cả ngàn phần quà. Khi mà đến những cái như là dân tộc như vậy thì có một anh thấy một bà lão già có ngồi buồn lắm, có ngồi không phải buồn nhưng bà ngồi có mình, thì anh cầm cái phiếu anh lượm được, anh nghĩ là bà này bà mất phiếu hay bà không có phiếu, cho nên bà ngồi có mình, cho nên mình nghĩ là thôi một em thiện nguyện là mình sẽ cho cái phiếu này cho bà hay đi để cho bà có quà bà lãnh, thì đưa cái phiếu lại cho cái bà dân tộc bà đang ngồi một mình đó. Thì bà nói cảm ơn chủ tôi đã có bản qua rồi à. Nghe hiểu gì không? Nghe hiểu gì không? Cảm ơn chủ tôi có quà rồi à. Cảm ơn chú tôi có quà rồi, không nhận cái phần thứ hai. Dù nghèo, dù khổ, nhưng bà ấy có rồi bà không nhận phần thứ hai nữa. Chủ cho người khác đi tôi có rồi à. Thưa chị em, đấy, những cái tấm lòng đơn sơ hồn nhiên như vậy đấy, đi thăm và thấy thương lắm. Rồi chúng tôi bưng bong bóng, thường mỗi lần đi công tác thì bưng bong bóng, nhưng mà vì đông quá rồi số lượng người đi phục vụ không có đủ, một thời gian thì gấp, cho nên bưng bong bóng thì 100 hoặc là 800 thì chỉ bưng được nổi làm 600 là hết rồi. Nhưng mà đến khi những cái em mà sau cùng mà không nhận được bong bóng vì hết rồi,
nhìn cái ánh mắt của nó thương lắm từ anh chị em. Nó nhìn những đứa khác có bóng bóng và đứa phần nó thì hết đổ mắt, nó thèm thuồng lắm từ anh chị em. Thì Chúa của chúng ta cũng vậy thôi. Tôi nghĩ rằng Chúa bảo rằng các con là những người không tốt mà còn biết cho con cái mình của tốt, huống chi cha các con trên trời là đấng vô cùng tốt lành, Ngài lại không ban những điều tốt nhất cho những kẻ kêu xin Ngài hay sao? Tôi đây, một người tội lỗi, một người chẳng ra gì cả, một người tham sân si đầy cả, mà thấy cái nước bé mà nó không được chơi bóng bóng, dù nó không phải là con là cháu của mình, nhìn ánh mắt thèm buồn của nó mong một chơi bóng bóng, nhưng mà vì mình không bơm kịp mà nó không có, mình còn thấy xót xa, mình còn cảm thấy tiếc nuối giá, và anh em mình cố gắng hết sức đi nữa thì may ra mọi người có đủ chơi bóng bóng. Để anh chị em biết, có khi cả đời nó chả có được chơi bóng bóng đâu. Có nhiều người bảo tôi, sao không cho cái gì lại cho bóng bóng bóng? Có gạo, có mì, có nhu yếu phẩm, có ảnh, có chuối, có cái lòng tôi cho chúa có. Nhưng đối với đứa tuần ní, nó thèm một chơi bóng bóng vì chơi bóng nó to, đẹp lắm, chứ không phải bóng bóng nhỏ đâu. Bóng to đẹp lắm, mà cả đời nó có được chơi bóng bóng đó. Anh chị em đưa người cái gạo đến với chơi bóng bóng, bảo nó chọn bóng bóng hay gạo, nó chọn cái gì? Bóng bóng, thế chứ. Đấy, cho nên là những người làm gì? Mình không phải là cha mẹ mà mình còn thương cái đứa bé thôi. Một đứa mà gọi là người sinh nước lã như vậy đi, tạm gọi là như vậy đi, nhưng mà thực sự chẳng phải là người sinh nước lã, đó cũng là con cái của lòng thương cho Chúa, và tại sao mình không cho nó như thế đó? Rồi, còn con lên đây. Cha và cộng đoàn, cha và cộng đoàn Hồng Đức